Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận từ người dân một con tê tê nặng khoảng 4 kg. Tê tê là loài động vật có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, sáng 25 tháng 10, anh Nguyễn Văn Hà, 32 tuổi và anh Bùi Quang Khải, 23 tuổi, cùng là kỹ sư tại một công ty, chạy tập thể dục trên đường gần công ty trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đường C3 ở khu tái định cư 10 ha tại phường Tân Thế Nhất, hai anh phát hiện một túi lưới bên trong có con vật còn sống nên đến xem. Con vật sau đó được cả hai anh đưa về công ty. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, biết đây là TT, hai anh đã trình báo với cơ quan chức năng để bàn giao. Lực lượng kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã đến trụ sở nơi hai anh làm việc để tiếp nhận con TT. Theo lực lượng chức năng, con vật được xác định là TT Java giống cái, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nặng khoảng 4 kg, dài chừng 70 cm. Sau khi tiếp nhận cá thể TT, đã được lực lượng kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi.